Hôm nay Tiêu sẽ giới thiệu với các bạn một trò chơi mới. Một bạn sẽ đóng vai ác, người cá ác. Là người cá ác sẽ có nuôi theo một con cá mập trắng. Ai muốn làm người cá ác? Ai đi mình làm cá. Ai biết đem mắt kính ngựa coi kìa. Rồi. Em là con cá mập. Giờ ra thay áo đi. Rồi em là cá mập trắng. Rồi. Đồng bọn của em đâu? Người cá ác của em đâu? Coro đi. Coro làm người cá ác nha. Rồi. Rồi em là người cá ác. Đại diện cho những nhân vật phản diện. Vậy em làm người cá ác nha. Không ai làm người cá ác vậy? Em không? Rồi. Bạn Giang Huy sẽ làm người cá ác. Xin giới thiệu với các bạn, bạn Huy là người cá ác, đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Giang Huy. Rồi cá mập trắng. Cá mập trắng là thú cưng của em nha. Mỗi lần mà em thả cá ra, con cá đó mà đụng bạn nào thì bạn đó trở thành đồng bọn của em luôn. Hiểu không? Là hai em là một đội. Rồi ai đại diện cho người cá hiền? Người cá thiện. Rồi thú cưng của em chính là một con cá heo xanh. Ai làm cá heo xanh? Cá heo xanh đâu? Rồi người cá thiện đâu? Người cá thiện cho em đi. Rồi cho anh này làm người cá thiện đi. Ai nữa? Còn này thú cưng của em cá heo xanh. Đúng không phải? Thú cưng của em là này. Đúng rồi. Thú cưng của em là bạn phó. Rồi em. Cá heo xanh có quyền đánh lộn với cá mập trắng. Ai nữa? Ai không đánh heo nào? Vậy ai làm cá heo xanh? Em không. Rồi em làm cá heo xanh nha. Em làm cá mập trắng đúng không? Ơi, tôi biết là em thành nhất á. Chỉ có em mới được ngăn cản được con cá mập trắng thôi. Nhiệm vụ của em là bảo vệ mấy cá hiền khỏi con cá mập trắng. Cá mập ác. Con cá mập ác này nó mà đụng vô mấy cái cá hiền là mấy con cá hiền nó trở thành cá ác luôn. Là sẽ qua phe của em hết. Chơi trò này trong vòng 20 phút nha các em. Ừ, 20 phút đây. Có thể bơi bên kia đúng không? Mấy em làm anh rối luôn nè. Này cá mập trắng nè. Cái gì vậy trời ơi, cá mập trắng, cái này người cá ác. Rồi, này người cá ác. Rồi người cá thiện đâu? Người cá thiện là này đúng không? Người cá thiện lên đây coi. Trời ơi, nhức đầu không biết thiện ác phân tranh luôn, nhức đầu quá. Em là người cá hiền đây. Thì cá thiện là cá hiền, cứ hỏi hoài làm nhức đầu bởi vì câu hỏi cùng này nè. Người thiện là hiền rồi đúng không? Người cá thiện, người cá ác, cá heo xanh, cá mập trắng. Tiêu anh hướng dẫn luật chơi chi tiết cho các bạn biết rõ nha. Trong thế giới của người cá chia ra làm hai loại tốt và xấu. Trong tiếng Anh gọi người cá tốt nếu là con trai là mermaid, còn con gái là mermaid. Còn người cá xấu thì chỉ có một cái tên gọi là siren, là người cá chuyên dụ dỗ bắt con người ăn thịt. Là các người cá hay ngồi trên những mỏm đá hát để làm cho mấy thủy thủ trên tàu say sưa ngủ thiếp đi rồi bị đâm đầu vô đá, rớt xuống biển bị các người cá ấy ăn thịt, gọi là siren. Thì trò chơi này cũng chia ra làm hai đội chơi. Người cá tốt có một thú cưng là cá heo xanh. Người cá xấu cũng có một thú cưng là cá mập trắng. Nhiệm vụ của người cá tốt là giải cứu các loài cá bị cá mập trắng bắt cho người cá xấu làm tù binh. Nhiệm vụ của cá heo xanh là ngăn cản không cho cá mập trắng tiếp cận các loài cá đang bơi trong nước. Vì chỉ cần cá mập trắng đụng bất cứ bạn nào đang bơi, thì bạn cá đó phải chạy về đội của người cá sấu. Bạn cá đó phải làm tù binh của người cá sấu. Là bạn cá đó phải bơi theo bạn người cá sấu chứ không được chạy lung tung nơi khác tự do như trước nữa. Rồi đó cũng là cách để cho người cá tốt có cơ hội giải cứu các bạn. Nên người cá tốt thì phải luôn tìm cách giải cứu con tin từ người cá sấu. Bằng cách chạm là giải thoát. Nói tóm lại, người cá tốt được chủ động tấn công người cá xấu để chạm giải thoát con tin. Còn người cá xấu thì phải phòng vệ để không bị mất con tin.
còn cá heo xanh thì phòng vệ để ngăn cản cá mập trắng tấn công các loài cá đang bơi tự do ở trong nước. Cá heo xanh sẽ làm cho cá mập trắng bị trì trệ về thời gian, nên hai bạn phải cản trở nhau, giống như là mình bơi mình cản nhau rồi mình giữ nhau lại, nhưng mà không có được kéo rồi nhấn nước bạn để bạn bị ngợp nước là bị phạm luật đó nha, chỉ được cản thôi. Còn cá mập trắng thì luôn chủ động tấn công tìm cách bắt các loài cá. Cá mập trắng mà bơi giỏi khéo léo thì có thể luồn lách để né được cá heo xanh để tìm bắt các loài cá khác về làm tù binh. Lưu ý, trong trò chơi này các loài cá được quyền bơi tự do để lẩn trốn sự truy bắt của cá mập trắng, chứ không phải đu theo phe của người cá tốt. Thì trong vòng 20 phút, nếu người cá xấu bắt được nhiều con tinh hơn số cá còn tự do, thì đội người cá xấu sẽ thắng. Và ngược lại, nếu có nhiều con tinh được giải cứu hơn so với số cá bị bắt, thì đội người cá tốt sẽ thắng. Lợi ích của trò chơi thiện ác phân tranh này là giúp các bạn người cá tăng sự nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo, khả năng bơi lặn lẫn trốn, rồi tinh thần đồng đội. Trò này rất là vui nếu các bạn hợp tác với nhau, đoàn kết và hiểu ăn ý nhau là mình chơi bảo đảm, thú vị dữ lắm. Ý nghĩa của trò chơi là luôn đấu tranh quyết tâm bảo vệ môi trường biển khỏi những hoạt động tiêu cực. Đó là nhiệm vụ của các người cá phải làm cho bằng được nhé. Cá heo xanh sẽ ngăn cản cá mập trắng. Cá mập. Ai lộn? Người con cá heo xanh nó tăng động nữa rồi đó. Đúng rồi, bạn nó ôm bao nhiêu nước không thở được luôn. Đó. Đúng rồi, không ôm bạn với nước cản bạn thôi, không có dịnh bạn lại. Dạ. Công nhận cái đội người cá thiện nó tăng động quá. Oh,
rồi, vậy là vậy bên là, em thua hả? Cái bài này bị bắt luôn rồi, mất hết rồi. Rồi, thua rồi. Yeah, thắng rồi. Vậy là đội của người cá hiền thắng đúng không? Yeah.